Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 cái token KEC. Để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này, rồi xác nhận mã captcha. Tiếp tục chọn Join Airdrop. Sau đó thì sẽ join vào group Telegram. Rồi quay lại, tiếp tục join vào kênh channel. Sau đó quay trở lại, follow Twitter. Chọn theo dõi. Quay lại này, mọi người retweet cái bài đăng của nó. Retweet bài đăng, comment và tag hai người bạn cộng với gắn cái hashtag này thì mọi người copy cái hashtag này trước nhé. Rồi sau đó vào bài đăng này. Rồi ở đây like này, chọn trích dẫn. Mọi người tag hai người bạn hoặc ba người tùy nhé. Sau đó tag cái thẻ vào. Rồi chọn tweet lại. Tiếp tục sang cái mục bình luận cũng vậy. Mọi người bấm chọn vào bình luận và cũng tag y như thế nhé. Rồi sau đó chọn trả lời. Ok, quay trở về bot. Like vào Facebook. Rồi chọn like này. Ok, quay lại. Bấm chọn submit. Rồi sau đó nhập username của Telegram. Rồi tiếp theo mọi người gửi profiling Twitter này, copy này. Sau đó thì dán vào đây và thay đổi lại username. Rồi tiếp theo gửi profiling của Facebook, mọi người copy tiếp, dán vào đây, sau đó thay lại. Rồi ok, ở đây thì nó yêu cầu mọi người add cái mạng cai nhé. Thì các thông số ở đây này, bây giờ thì mọi người sẽ copy cái thông số này trước cho mình. Rồi sau đó thì sẽ mở cái ví MetaMask lên. Rồi để add mạng trên ví MetaMask, mọi người bấm vào dấu ba gạch này. Sau đó thì kéo lên, bấm chọn vào cài đặt. Rồi ở đây thì mọi người bấm vào mạng này. Tiếp tục bấm vào thêm mạng này. Rồi sau đó bấm chọn sang Custom Network này. Rồi tên mạng thì mọi người nhập là Kaichuan cho mình nhé. Rồi URBC mọi người vừa copy này. Quay trở lại port, nhập ID chuỗi của nó. ID chuỗi là 61406. Rồi biểu tượng là KEC. Tiếp theo là URL. URL mọi người copy này. Rồi quay trở lại, dán vào. Sau đó tích dưới bàn phím và chọn thêm nhé. Mọi người bấm 2-3 lần là nó sẽ tự add mạng. Rồi như vậy là đã xong nhé. Rồi thì đây chính là mạng cai nhé, mọi người bấm vào đây để copy địa chỉ này. Rồi sau đó quay trở về bot, mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp tục nhập username của Telegram. Rồi sau đó bấm chọn parent này và lấy đường link chia sẻ, chọn withdraw kiểm tra ngày phân phối. Thì sau khi nó kết thúc cái sau khi nó phát hành thì nó sẽ bắt đầu phân phối nhé, nó sẽ có thông báo phân phối. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.